anh Dũng với tôi, với anh Phong, với anh Cư, với lại anh Thịnh, với ai nữa học chung một trường. Thì anh Nguyên đó, thì có tôi với anh Nguyên để học chung với nhau, chúng tôi gọi là đồng môn. Còn anh Phong với anh Dũng, Đen với lại anh Côi với lại anh Thịnh thì học sau tôi một lớp, thì gọi là hậu bối. Mời chúng tôi gọi Dũng Đen là thi bá. Thi bá Dũng Đen, mời thi bá Dũng Đen. Anh Dũng ạ, tôi nhắc lại anh chỉ được có 5 phút thôi đấy. Bởi vì cái chương trình người ta đưa ra mỗi người chỉ được có 5 phút thôi đấy. Okay. Anh làm cái bối rối quá. Xin kính chào các anh chị. Tôi là Dũng Đen. Thì hôm nay chúng ta được đến đây là hân hạnh tham dự cái ngày lễ kỷ niệm dập mặt của anh chị Lê Tuấn và Kim Thanh. Xin chúc mừng anh chị 100 năm hạnh phúc. Với Lê Tuấn, một con người đẹp trai, cái tác phong lịch lãm và chàng rất có những nổi tiếng ở trong nước, trước bản long ra đến hải ngoại. Chàng có cái những tài năng như tài tử, diễn kịch, nhà văn, kiêm dịch thuật. Cái đó thì ai cũng biết rõ rồi. Nhưng mà các anh chị có để ai để ý rằng là anh chàng này có hai hàng lông mày không? Cái hai hàng lông mày này, cái hàng lông mày này thì tạo lên cho chàng một nét phong sương đầy quyến rũ. Riêng đấng mày râu chúng ta thì cũng khoái rồi, chứ đừng có phải nói gì đến các bà các cô mê say như điếu đổ. Thì có thể liệt cái chàng này bằng Lady Killer. Vâng, thì tôi đến đây thì tôi chỉ muốn nói đến cái Lê Tuấn, cái bút hiệu của chàng từ Lê Tuấn ra đến cái Luân Tế. Thì Luân Tế là gì? Phải có hình tượng thanh tượng hình trong đó. Nên tôi muốn riêng tôi, cá nhân tôi tìm hiểu luân thì không phải luân hồi, không phải là luân hồi, thì đây chỉ là cái vấn đề luân chuyển, là di chuyển. Thì đây là một cái, theo tôi thì đó là một cái đường dài, đường dài với cái tác phong của chàng điển trai này thì không phải tế ngựa mà đi không? Thì cái tế ngựa đó tức là cưỡi ngựa đường dài, thì chàng là phải một kỵ mã tài ba rồi. Thì kỵ mã tài ba thì mới có thể điều khiển ngựa theo ý mình, giật dây cương thúc cho ngựa chạy phi nước đại, hoặc là nước kiệu ghìm cương để cho nước kiệu thong dong rong ruổi trên quãng đường dài mà không biết mệt. Thành ra Lê Tuấn trở thành Luân Tế thì tức là một kỵ sĩ tài ba. Cái điểm thứ hai tôi muốn nói đến là tôi có một bí mật. Lê Tuấn, chị Kim Thanh và đến các em của Lê Tuấn cũng không biết. Thưa anh chị, cái bí mật đó, đây là cái hình ảnh của chàng khi lúc chưa có hai hàng lông mày. Một anh chàng đẹp trai, một chóc tỳ đẹp trai, sáng sủa, khuôn mặt thì lõm, phong độ là rất là lịch lãm, tay ung dung trong túi. Và không có điều đặc biệt nữa là, xin lỗi các anh chị, chàng đã khoe ớt
Các chị có nhìn thấy không? Chào khoe hớt một cách tỉnh bơ, ngây thơ, như em chưa biết gì, em chưa biết làm cái gì. Thì về diễn tả cái hình ảnh sống động này, tôi có một vài lần thơ gọi là nhỏ, têu thếu để thân tặng anh chị Lê Tuấn và Kim Thanh. Bài thơ tựa đề ớt như sau, xin các anh chị. Ớt, ớt này bé bỏng, bảo chẳng cay. Năm mười năm nữa biết nhau ngay. Nhú đầu khoe má lay hoay ngóng, hừng hừng chín đầu sẽ biết tay. Hừng hừng chín đỏ sẽ biết tay. Bông vào chút nỉ suýt xoa ngay. Ung dung tự tại tay trong túi, vinh váo phong trần láu lỉnh thay. Vinh váo phong trần láu lỉnh thay. Dớn môi lấp lửng vẻ mê say, ấm mờ ông nguyệt hay thỏa nhỏ. Nghiệp dĩ cho nên ớt ươm cay. Chúng em xin chân chào các anh các chị. Cảm ơn anh Dung. Xin giới thiệu quý vị, đây Dung Đen, Dung Noa và là Dũng Nhọ, cũng là Dũng Nhọ. Xin cảm ơn